bao nhiêu tuổi xài nhân sâm nhà chị Ngân là đẹp. Mọi người ơi, bao nhiêu tuổi xài nhân sâm nhà Ngân cũng đẹp hết nha các bạn. Các bạn biết á, từ 20 đến 25 tuổi xài nhân sâm nhà Ngân đẹp là bình thường mọi người. U40, U50 xài nhân sâm nhà Ngân đẹp rất là nhiều. Tắm luôn cái da mình mới đẹp được. Những bạn nào á bị nám nè, tàn nhang nè, da của mình khô nè, da mình không có độ đàn hồi, da mình dưỡng kem khó trắng hoặc là da mình bị hư tổn, mình xài quá nhiều dòng kem mà nó không trắng được á, thì các bạn sử dụng cái sản phẩm sâm này của công ty Ngân. Đây là cái dòng vàng sâm cô đặc. Khi mà mình dưỡng một cái dòng cô đặc á thì da của mình nó sẽ bật tông rất là nhanh nha các bạn. Đó, cái ủ này Ngân đang xài đây. Bạn hỏi Ngân là bao nhiêu tuổi xài sâm nhà Ngân đẹp, bao nhiêu tuổi xài cũng đẹp hết trơn các bạn. Dòng này là người nào dùng cũng đẹp. Đây là cái dòng mà Ngân bán mạnh mười mấy năm nay vậy đó mọi người. Cái chất nó là như thế này đó mọi người. Một ngày các bạn hoa cho Ngân từ 2 đến 3 lần nha. Và đây là cái dòng sử dụng vào ban ngày chứ mình không có xài ban đêm nha các bạn. Bạn nào bị nám tàn nhang các bạn xài 14-20 ngày. Sau 14-20 ngày thì các bạn sẽ cảm nhận da của mình nó trắng và nó mỏng lên từ từ nha. Còn để về mà sạch sẽ nám luôn á thì hết một hộp này các bạn sẽ cảm nhận là da của mình nó mờ nám, thậm chí là nó hết hoàn toàn luôn. Nếu mà nám nào mà nám nhẹ thì một hộp này là ok rồi các bạn. Còn bạn pha lên cái da của mình trắng hồng luôn, nó thay thế một lớp makeup luôn nha các bạn.